Hello các anh em, chào mừng theo mình. Liệu chúng ta có thể sử dụng được một chai nước hoa nước hay không? Câu trả lời đó là 100% hoàn toàn có dùng được. Bởi vì điều đầu tiên, đây không phải là một tội ác. Mình không nghĩ rằng đây là một cái điều gì đấy nó quá là khủng khiếp, nó quá là giống như kiểu là một ngày tận thế khi mà chúng ta sử dụng được một chai nước hoa nữ dùng cho hàng ngày. Và điều thứ hai, với một cái sự phát triển như vũ bao ngành công nghiệp nước hoa hiện tại thì cái ranh giới giữa nước hoa nam và nước hoa nữ nó vẫn còn, nhưng mà nó đã bị mờ đi rất là nhiều, nó đã bị phai màu đi rất là nhiều. Thực tế thì ngày nay có rất nhiều chai nước hoa nam mà các chị em hoàn toàn có thể sử dụng được, ví dụ như chai Paul Gaultier Le Mar hoặc là One Million. Những chai nước hoa đó hoàn toàn các chị em có thể sử dụng được một cách hết sức bình thường. Thì đổi lại chúng ta sử dụng nước hoa nữ nó cũng là cái điều bình thường đó. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh em 10 chai nước hoa nữ mà các anh em có thể hoàn toàn xài được một cách hết sức là tự nhiên, không có một cái vấn đề gì cả. Và nếu như lần đầu các anh em xem video này của mình thì mình rất hy vọng các mọi người bấm like và subscribe kênh của mình để mình có thể chia sẻ được nhiều hơn những gì mình biết về thế giới mùi hương. Còn bây giờ mọi người hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok, lên đường. Ở vị trí số 10 đó là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent và nó có tên Black Opium Eau de Parfum. Đây là một mùi hương là sự kết hợp giữa vani và cà phê. Một mùi hương theo như cái poster quảng cáo của nó, đó là một cô gái mặc một bộ da màu đen, trang điểm khá là đậm. Và ở cô ấy toát lên một cái vẻ gì đấy nó rất là cá tính. Nó gần như giống như kiểu không bị gò bó bởi bất kỳ một cái tiêu chuẩn nào. Và nếu như các anh em nào xịt mùi hương chai nước hoa này, nó sẽ giống như Tom Cruise trong bộ phim Kỷ Nguyên Rock. Ở đấy đó là một cái hình tượng, rất là một cái gì đó rất là hoang dại. Nó vẫn có một cái sự thu hút, nó vẫn có một sự quyến rũ, nhưng lại rất là hoang dại. Nó không thuần ra một anh chàng rất là lịch lãm, chỉn chu, mà ở đây có một cái gì đấy nó hơi hướng về giống như kiểu là thiên nhiên hoang dã. Nhưng mà nó lại vẫn có một cái sự gì đấy nó thu hút đó. Thì khi mà các anh em xịt chai nước hoa này và kết hợp với một cái style mình nghĩ là như thế là hợp nhất, thì các chị em mình nghĩ rằng rất là nhiều chị em sẽ phê. Bởi vì không phải cứ theo một cái tiêu chuẩn của xã hội, một tiêu chuẩn đạo đức thì các chị em mới thích. Đôi khi nó khác với bình thường lại là hay đó. Khác nhưng không phải là dị biệt nhé. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Guerlain, vị trí số 9, Mandarin Basilic, một mùi hương citrus, mà ở đây đó là mùi của quýt. Một chai nước hoa rất thích hợp dùng vào mùa hè với một cái tông mùi quýt rất là nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm thấy rất là thư thái, rất là thư giãn, giống như có thể là một cái khu vườn nào đấy có gió mát, có mùi hoa, có mùi của lá, rất là nhẹ nhàng, rất là thư giãn. Nếu mà các anh em cảm thấy cái tông light blue hoặc là một cái tông gì, những cái chai mùa hè rất là phổ biến rồi đấy, mà chúng ta muốn tìm một cái gì đấy nó khác biệt thì Mandarin Basilic ở vị số 9, một chai nước hoa của nữ, nhưng các anh em hoàn toàn có thể sử dụng được. Ok. Ở vị trí số 8 cũng lại là một sản phẩm của nhà Guerlain và nó có tên Shalimar. Chai nước hoa này nó gắn liền với một câu chuyện rất là dài và có thật. Câu chuyện đó là gì thì các anh em lên Google tìm hộ mình, bởi vì trong một cái nội dung video 10 có 10 chai nước hoa thì mình không thể nào mà kể dài được. Nhưng ở mùi hương của chai nước hoa này, đó là một cái sự kết hợp giữa nhang và vani rất là trầm ấm. Mặc dù khi mới đầu mình xịt thì các anh em sẽ thấy một cái vị citrus rất là tươi mát, thế nhưng càng về sau thì cái tông của nhang của vanilla nó hiện lên rất là rõ, tạo nên một cái mùi trầm ấm. Mặc dù là một mùi hương của nữ nhưng mình thấy nó không hoàn toàn thiên về quá nhiều gọi là một dạng nữ tính đó, mà các anh em hoàn toàn có thể xài được mùa đông hết sức là bình thường trong các dịp luôn. Mình nghĩ rằng mùi hương này nó không quá là giống như kiểu là một cô gái nhu mì đâu, mà cũng có một cái chút nét nam tính ở trong mùi hương này. Shalimar của nhà Guerlain, nếu như các anh em muốn mua một chai nước hoa nữ. Ok. Ở vị trí số 7, một sản phẩm của nhà Cartier và nó có tên Le Baiser du Dragon, nụ hôn của rồng. Nó thật là về cái ngoại hình của cái chai này mình rất là thích nhá. Nó giống như kiểu là song hỷ ấy, làm mình nhớ đến quà các cưới các cụ kiểu như thế. Này, bố tặng cho con này, đấy như thế. Ok, quay lại với mùi hương của chai nước hoa này. Nó là một cái sự kết hợp giữa rượu của hạnh nhân và hoắc hương, rất rất là ấm, rất là ngậy ấm, và nó hơi cũng một cái thiên hướng khá là thu nội tâm đó.
Khi mà các anh em xịt chai nước hoa này thì xác định chúng ta không phải là một cái style năng động thể thao, mà ở chúng ta có một cái sự trầm điềm đạm và cũng khá là ít nói, thì Cartier Le Bezier du Dragon, nụ hôn của rồng, nó sẽ giúp cho chúng ta tôn lên được cái style của chúng ta rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng nếu mà các anh em hợp tông ấy, thì có thật là mỗi lần xuất hiện thì chúng ta cũng sẽ giống như nụ hôn của rồng vậy. Đó, ở vị trí số 1987, đúng nhỉ, 1987, ok. Ở vị trí số 6, một sản phẩm của nhà Tom Ford và nó có tên Black Orchid. Đây là một chai nước hoa với một cái tổ hợp mùi rất là lạ. Nó có, nếu mà chúng ta nhìn thấy những cái tờ poster hoặc là tờ ảnh liên quan đến mùi hương chai nước hoa này, chúng ta sẽ luôn cảm thấy một cái cảm giác rất là ma mị, một cô gái với một bông hồng đen. Cho nên khi mà các anh em xịt chai nước hoa này, để nói như thế nào để chúng ta hiểu nhỉ? Mình với bản thân mình thì mình luôn lấy hướng tới cái hình ảnh Brad Pitt trong bộ phim phỏng vấn Mark Rong, An Interview with Vampire. Đấy là một người đàn ông nhìn có nghĩa là anh ta toát lên một cái vẻ rất là ma mị, nhưng anh ta lại có một cái sexy, cái thu hút giữa ma mị và cái thu hút, nó quyện vào với nhau. Và cái mùi hương nào nó lột tả được cái phong cách đấy thì Black Orchid là như thế. Mình nghĩ rằng các anh em nào mà có một cái phong cách tóc dài giống như nghệ sĩ ấy, của chúng ta nó hơi gọi là hơi lạnh lùng, nó giống như băng ấy, lạnh như băng, thì xịt số 4 Black Orchid này rất là hay, rất là thú vị. Đó, ở vị trí số 6. Ở vị trí số 5, đó là Alaya, một sự kết hợp giữa hoa violet da thuộc tạo nên một cái mùi hơi phấn một chút và rất là thú vị. Thực tế mà nói thì mình không quá thích cách chị em xịt mùi hương này, nhưng mà cạnh em mình thấy xịt lại ok. Còn nếu mà để các chị em thì mình không quá ấn tượng. Một mùi hương đối với mình nó là powdery, một chút hơi phấn phấn bám nhẹ lên trên da, rất là ok. Có thể xài được thu đông và nói chung là cách gì, mình nghĩ là không có vấn đề gì khi mà sử dụng chai nước hoa này, Alaya. Ok. Ở vị trí số 3 và số 4, đó là bộ đôi sản phẩm của ca sĩ Ariana Grande và chai nước hoa thứ 4 ở đây mình muốn nói đến ở đây, đó là Cloud. Chai nước hoa này nói một cách đơn giản, nó là một phiên bản clone của Baccarat Rouge 540. Thì nhưng mà đối với mình thì mình cảm giác rằng nó thanh hơn và nó cái độ ngọt nó không đậm đà được như 540. Có thể gọi là một phiên bản giảm nhẹ cái hiệu suất xuống so với 540. Thì nếu mà anh em nào mà thích 540, cái thứ nhất là tiền chúng ta ít hơn và chúng ta thích cái tông nó nhẹ hơn, thì Cloud của Ariana Grande các anh em nên tham khảo. Ở vị trí số 3 đó, một chai nước hoa có tên R.E.M. Ariana Grande. Đây là một mùi hương, khi mà mình xịt một cái hương fruity, hương trái cây, nhưng mà nó không dạng như kiểu trái cây giống như kiểu là bánh bèo đâu, nó không phải như thế, mà ở đây trái cây sau đó là một cái tông ấm và hơi ngọt một chút. Thì mình nghĩ rằng các anh em hoàn toàn có thể sử dụng được vào mọi dịp, một ngày bình thường của ngày trong ví dụ thu đông, tầm này bắt đầu xịt là ngon. Đó, mặc dù là một mùi hương của trái cây nhưng nó không quá nữ tính, nó không quá bánh bèo, mà anh em hoàn toàn có thể xài được một cách bình thường. Đó, R.M của Ariana Grande. Ok. Và hai chai nước hoa cuối cùng, đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Frederic Moore. Chai đầu tiên mình muốn nói đến đây, đó là Portrait of Lady, một sự kết hợp giữa nhang, hoắc hương và hoa hồng, rất là tuyệt vời. Mình rất là nể ông perfumer nào làm cái mùi hương này, bởi vì kết hợp giữa rất là nhuyễn, rất là cân bằng giữa hoa hồng, giữa nhang và hoa hương, không một nốt nào đè lên nốt nào cả, mà nó rất là cân bằng, nó rất là đều. Mặc dù là một chai nước hoa nữ nhưng mà ngửi không hề là cảm thấy quá nữ tính, mà các anh em quan trọng là chúng ta thích là nhích. Đó, đây là một mùi hương rất là thú vị, Portrait of Lady, các anh em nên tham khảo chai nước hoa này. Ok. Và chai ở vị trí số 1,
Unrose, một mùi hồng. Phải nói thật là mình rất rất thích mùi hồng của chai nước hoa này. Mình cũng đã được ngửi ví dụ như Sakelutan, Lefidolin này, Paredo, Brower of Snowmanland, đó, một vài chai nước hoa hồng, Lyric như thế. Nhưng mà không chai nước hoa nào mình cảm thấy thích thú như chai Unrose này. Đối với mình thì đây là một mùi hồng tươi. Thì có thể như Lyric Man cũng là một mùi hồng, nhưng mà thực tế mà nói thì với mình, nếu mà để so sánh giữa Lyric và chai này thì nó là một cảm giác, nó giống cả một bầu trời. Với mình nghĩ là như thế. Unrose nó vẫn nhỉnh hơn khá, mình nghĩ là cũng tương đối đấy. Đấy là cái quan điểm của mình thôi. Nhưng mà các anh em nếu mà thích một mùi hương của nữ, muốn xài hoa hương nữ thì đây, Unrose mình muốn giới thiệu. Ok. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 10 chai nước hoa nữ mà mọi người có thể xịt được hết sức bình thường, không phải xoắn đó. Thì mình rất hy vọng mọi người cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.